Hello everybody, and now we come back to see with teacher again, and we are going to study our lesson today. Okay, so I would like you to look at our lesson today is unit 8, okay? Unit 8, doing thing, page 70-72, okay? Tập. Let's read, okay? Let's read mình thật tập dự án. Section B, chúng ta B, listen, point and chant. Okay, listen, point and chant. Bây giờ không ai giúp mình thay cả sắp đáp cả trường ớt hay nâng chant chế mà chúng vạn này bật bật lý nhé. Okay, ta. Our chant, the title is the long you for me chant. Chắc nghe nâng như riêng bị bật chúng vạn lý này đi mà sử nhá sắp đáp you. Nah, you e hai nâng e đa ba e đa ba u. Okay, let's zoom con mơ tới. Okay, look together. My mool is shoot. Okay, mool cứ xâm nào tên lơ và phê sạch lìa khát đắn á. My mool is shoot. My name is June. She loves sugar soup and new blue balloon. Okay, mình nói thà sạch cái đàn lìa nó chung một chướng mà sao không còn vụ xe nó cứ cái hạt phụ này cái nè mình dù y hay nâng y w hay nâng dù y hô to to chẳng màu chẳng sạch cái đàn nó cứ phải sạch nhì chung một cứ chướng nè nè xì lợp phải sạch nè xì lợp her sugar cube and new blue balloon. Okay, balloon cứ biết bảo như học vậy nè. Okay, read with teacher again. Unit 8, doing thing, page 72. Let's read. B, listen, point and chant. The long you phonic chant. My name is Shoot. Sorry, my mole is Shoot. My name is June. She loves sugar soup and new blue balloon. Okay, chẳng nghe nói chuyện bắt chim riêng như vậy nó khay và phật tế khay muối. I think it is a very short video for you to learn about how to chant with the long you phonic chant. And now we go to our small homework. Yeah, small homework. Fill in the blank. Mình đã cao một bên chân lòng. Sugar, shoot, and her. Chứ khi mình bị đục ọc thì muốn bay để ai còn mà bụng bay nhé. Ok, number one. My name is. Hay là blank, là cho lọc và toàn trẻ trẻ nhé. She love shoot. Ok. Number three. Name is June. Ok, name is June. Name is June. Chứ như mình trai bay bà lọ. Chứ nó không bóp như mình bay bị ai con bông bay nó bay bay cho lọ thằng khảo năng. Chẳng con ai nhà thử bán. Okay, I think that you can do it well. Okay. And do not forget, please pick up your notebook and write down this. The long you phonic chant in your notebook, use the ruler, pen and the red pen, and do our homework for teacher and send to the teacher also. And I hope that you can do it well. Okay, if you have any question, you can ask to the personal teacher messenger. Okay, bye bye. Together, please.